Rồi chú gấu nhỏ, tội nghiệp chưa kìa. Uống nước nhưng mà nước dơ quá nên là không thể uống được. Chắc chú này phải đi lên thôi. Ê... Rồi chú ở đấy làm cái gì không biết. Câu chó. It looks like a human in a suit. Yeah. Look how wrinkly his skin is at his butt. Cái này chỉ là baby bia thôi đúng không? Yeah, that's just a baby. Mama's over there. Baby sa tu 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 tu. Baby sa tu 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 tu. Baby sa. Rồi đang di chuyển à? Đi lên à? Wow, rất là dễ thương. Chú gấu nhỏ rất là hiếu động nha. Là chơi với các bạn. Rồi nên em võng chơi à. Wow. Chú võng rồi. Baby sa tu 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 tu, baby sa tu 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 tu, baby sa, baby sa tu tu. Dễ thương thế. Và bố mẹ chú đang ở trong cái ngủ nghỉ rồi. Không nghĩ gì đến con cả. Để cho thằng bé chơi một mình luôn. Gấu Noel á? Thế hả? Mọi người gọi là gấu Noel. Chú chơi không mà? Chơi con mặt ra kia chơi. Đu võng à? Rồi, nằm võng chơi rồi, đu đưa rồi. Đó. Chào mẹ nuôi à. Rồi gấu mẹ kìa. Gấu mẹ trong chuồng không có để ý gì đến con á. Con lên võng nằm. Gấu cha gấu mẹ chui vào trong nhà nằm. Để con một mình tự chơi. Không? À.